Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Phương Thanh rất là vui khi được mời tham gia chương trình mới nhất, một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Bởi vì có những ngày Phương Thanh tham gia nơi tuyến đầu, Phương Thanh hiểu rằng là tuyến đầu có nhiều câu chuyện rất khó nói, và chương trình Hát Cho Ngày Mai đã là một chương trình thật tuyệt vời để cho những người y sĩ, những người bác sĩ, những người tuyến đầu được tâm sự và để khán giả hiểu hơn về sự mất mát hy sinh của tuyến đầu. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Thật sự ra thì khi vào bệnh viện dã chiến á, Phương Thanh cũng được nghe rất nhiều tâm sự của bác sĩ. Nhưng mà những sự mất mát của từng cá nhân thì hôm nay trong chương trình Phương Thanh được hiểu nhiều hơn. Và rất thương, rất trân quý cái sự hy sinh, sự chung tay đoàn kết của tuyến đầu đã hy sinh hết tất cả những cái gì gọi là của cá nhân mình dành cho những điều lợi ích cho xã hội và cho tất cả mọi người. Đầu Phương Thanh phụ tuyến đầu là điều phối xét nghiệm tiêm vaccine. Xong sau đó cái team tình nguyện đã có một cái hành trình mới, đó là tiếp sức, tiếp tinh thần cho tuyến đầu bằng cách là đem một cái loa kẹo kéo, vì trong vào trong đó không được ồn ào lắm, không sân khấu, không gì hết, những bộ quần áo tình nguyện và vào trong bệnh viện dã chiến đi hát, động viên tinh thần, đem quà rồi đi nhận quà từ các mạnh thường quân và đem quà vào cho bác sĩ, gồm trứng nè, khẩu trang nè, áo bảo hộ, rồi có gì là mình tặng bác sĩ ở nơi bệnh viện dã chiến để cái tinh thần bác sĩ được động viên. Và có một tiêm tóc, bởi vì nghe tin là bác sĩ có 1-2 tháng không được cắt tóc, thế là thêm một tiêm tóc nữa đi. Thì một tiêm tóc đi thì rất ít người, mà bác sĩ thì rất là nhiều. Cho nên Phương Thanh cũng tập cắt tóc và cũng tập cạo bằng tông đơ. Thì lúc đầu Phương Thanh cạo là toàn lũng hết tóc của tuyến đầu, tức là của dân quân tự vệ nè. Của bác sĩ Phương Thanh cũng cạo chưa được á, cho nên Phương Thanh cũng làm hư tóc của bác sĩ. Nhưng Phương Thanh có nói là thôi bây giờ Phương Thanh không phải là cắt tóc chuyên nghiệp, mà Phương Thanh là ca sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là bây giờ lỡ hư rồi, bây giờ cạo luôn được không? Bác sĩ nói thôi Phương Thanh cứ cạo luôn cho mát. Thế là từ đó Phương Thanh mới mạnh dạn hơn, và bây giờ Phương Thanh cắt tóc rất là tốt. Khi Phương Thanh đi theo team tình nguyện viên thì Phương Thanh làm tất cả những công việc trong team. Nhưng ngoài đó, ngoài những cái giờ đó thì mọi người cũng muốn Phương Thanh đi phát gạo. Thì lúc đầu Phương Thanh không có thời gian, nhưng sau đó được nghỉ nửa ngày hay nghỉ một ngày thì Phương Thanh mới post status là giờ Phương Thanh sẵn sàng quyên góp. Mạnh thường quân cứ gửi gạo rau củ quả, Phương Thanh sẵn sàng đi hỗ trợ bà con phụ mạnh thường quân. Và Phương Thanh hát, Phương Thanh vác 2-3 bao gạo 30 kg là chuyện rất bình thường, rất bình thường. Nhưng mà mình phải có một cái thế, tức là phải nhanh gọn lẹ, tại vì nặng vác nặng mà mình cứ rề rà là không tốt, phải nhanh nhẹn. Cho nên là Phương Thanh làm được những công việc mà nói chung là rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc trong thời điểm vừa qua. Vây vác như vậy thì trượt tay chị có lên được thế nào không? Phương Thanh vác thì cũng không phải là nhiều như mọi người tưởng đâu, tại vì 8 tấn, 5 tấn sẽ có người vác chung Phương Thanh, và Phương Thanh làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Và khi mà vào khu cách ly á, thì người ở trong khu cách ly, tức là những cái nơi hẻm cách ly là bà con không có được ra, thì ở ngoài này là Phương Thanh với tất cả trong team á, sẽ vác vào hết. Và lúc đó mình có một sức mạnh, không hiểu tại sao bình thường mình vác không nổi, nhưng lúc đó nó có một sức mạnh tình thương. Sức mạnh tình thương rất là lớn, bởi vì mọi người không được ra đường, không được ra đường, thì những công việc của Phương Thanh làm như muối bỏ biển thôi ạ. Nhưng mà cái tinh thần và tình yêu thương là rất lớn. 1-2 tháng đầu thì sút cân, bởi vì mặc áo bảo hộ rồi không dám ăn, không dám uống nhiều, sợ đi vệ sinh ngoài nó sẽ tốn mất một bộ đồ, cho nên nhịn dữ lắm. Thì tháng đầu xuống ký, tháng thứ 2 xuống ký, như 2 tháng sau lên lại. Không, 2 tháng sau là được, coi như là mình biết mình làm như thế nào là tốt nhất, cho mình sẽ ăn uống trước, mình lấy sức. Cho nên lúc đầu á không ăn được và về mệt quá, không bỏ ăn luôn, và chỉ ăn mì gói, ăn cơm không nổi, ăn mì gói nó húp nước thì nó dễ hơn. Cho nên nó không có đủ lực. Nhưng mà cái tinh thần lúc nào cũng đủ lực. Và hôm nay là Phương Thanh cũng gần như là nghỉ tình nguyện viên rồi. Tinh thần bên ngoài thì ok, nhưng mà cái lực bên trong, cái tâm huyết và cái lửa Phương Thanh lúc vào trong bệnh viện dã chiến với đi phát gạo chơi hết luôn rồi.
cho nên bây giờ phải chờ hồi phục lại. Chương trình Hát cho ngày mai là một chương trình với Vương Thanh rất ý nghĩa, để mình tri ân tuyến đầu và được nghe những lắng nghe những tâm sự của tuyến đầu. Và vào thứ bảy, vào chủ nhật hàng tuần lúc 19:30 trên HTV7, cả nhà hãy đón xem. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.